Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Như vậy chỉ còn ít ngày nữa phiên bản 10.4 sẽ chính thức được ra mắt. Nhất là khi sau một thời gian gặp nhiều xáo trộn và bất ổn, thì những thay đổi nhằm mang đến trạng thái cân bằng cho meta game đã được tung ra trong phiên bản lần này. Phiên bản 10.4 ra mắt với rất nhiều chỉnh sửa, nhận được sự quan tâm lớn đến từ cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Những vấn đề liên quan đến tướng đi rừng, thay đổi về trang bị hay Akali chưa được thực sự đạt được trạng thái cân bằng liệu sẽ được giải quyết ổn thỏa trong phiên bản mới này. Và không để cho các bạn chờ lâu thêm nữa, ngay bây giờ hãy cùng Cà Phê Liên Minh tìm hiểu và khám phá top 5 thay đổi trong phiên bản 10.4 mà người chơi cần phải biết nhé. Thứ nhất, giảm sức mạnh các tướng hỗ trợ đi đường đơn. Người chơi trong Liên Minh Huyền Thoại luôn có tính sáng tạo rất cao. Họ luôn tận dụng mọi thứ trên Summoner Rift để có thể giành được chiến thắng. Trước đó đã có những chiến thuật dị, điển hình như Sion Fit to Win, Taric đường giữa kết hợp với Master Yi đi rừng. Và gần đây nhất là Soraka hay Sona đường trên. Cụ thể trong đầu mùa giải 2020, đã có rất nhiều game thủ tận dụng thành công chiến thuật chuyển hộ khẩu Soraka lên đường trên. Với khả năng hồi phục vượt trội, Soraka đường trên có tỷ lệ thắng cao chót vót với 55% ở máy chủ Hàn Quốc. Trong khi đó, tại các giải đấu chuyên nghiệp mà điển hình là LEC, nơi mà nghi đi đường trên của Jichu Esports, Wunder đã sử dụng Soraka cực kỳ bá đạo với tỷ lệ thắng 100%. Ở phiên bản 10.3, khi có được hai trang bị chấn phái là cốc thủy Athen và dây chuyền chuộc tội, thì Soraka hầu như không thể bị ngăn cản. Trong những cuộc đối đầu với những các vị tướng tay ngắn ở đường trên, thì Soraka là một vị tướng hoàn hảo để lựa chọn. Dù không có khả năng hạ gục những vị tướng khác, nhưng với tầm đánh xa và tiêu hao năng lượng thấp, Soraka có khả năng hồi phục rất lớn nhờ liên tục spam chiêu quy, vẫn tỉnh. Ngoài ra, nếu có giao tranh xảy ra mà Soraka không ở gần đó, thì chiêu cuối của cô có thể giúp cho đồng đội hồi phục. Đến giai đoạn cuối trận đấu, Soraka là một con quái vật thực sự khi lượng máu hồi phục là rất lớn và chỉ mất vài giây để hồi chiều. Đứng trước thực trạng như vậy, không quá khó hiểu khi Riot Games giảm sức mạnh cô nàng tinh nữ ở phiên bản 10.4. Cụ thể thời gian tồn tại cầu hiệu ứng hồi sức trong chiêu quy giảm từ 5 giây còn 2,5 giây và lượng máu hồi phục lần lượt là 40, 50, 60, 70, 80, cộng 30% sức mạnh pháp thuật. Điều này khiến Soraka trở thành mục tiêu dễ bị ganh hơn và khả năng hồi máu ở cuối trận cũng sẽ bị giảm. Tuy nhiên Soraka vẫn là một tướng hỗ trợ tốt, nhưng game thủ sẽ không thể mang cô nàng lên đường trên nữa. Về phần chiêu W, tinh tú hộ mệnh sẽ bị tăng lượng mana tiêu hao lên 50, 55, 60, 65, 70. Nhưng số máu cộng thêm cho đồng minh sẽ được gia tăng lên 80, 115, 150, 185, 220. Bên cạnh đó, khi Soraka sử dụng chiêu W trong trạng thái hồi sức, thì lượng máu hy sinh sẽ là 40, 55, 70, 85, 100%. Ngoài ra, các chỉ số cơ bản như lượng máu ban đầu của Soraka được tăng lên từ 529,04 lên 535. Số máu theo cấp sẽ bị giảm từ 78 xuống 74. Lượng mana được tăng từ 350,8 lên 365. Lượng mana theo cấp giảm từ 60 xuống còn 40. Sát thương đòn đánh thường bị giảm từ 50,04 xuống 50. Tốc độ di chuyển cộng thêm cũng bị giảm xuống còn 10, 12,5, 15, 17,5, 20%. Nhìn chung những thay đổi có vẻ không ảnh hưởng đến bản thân Soraka nhiều lắm. Nhưng sự hiện diện của vị tướng hồi máu siêu cấp này ở đường trên sẽ không còn trong thời gian tới và rất có thể người chơi sẽ không còn trọng dụng Soraka nữa. Một thay đổi nữa đáng để anh em lưu tâm là Sona. Ở phiên bản sắp tới, Sona sẽ bị tăng lượng mana sử dụng các chiêu thức cơ bản, nhưng lại hồi năng lượng nếu có ít nhất một đơn vị đồng minh hưởng hiệu ứng của chiêu thức cô nàng này ở bên. Như vậy, ngoài Soraka, Sona đường đơn cũng bị sờ gáy ở phiên bản 10.4 nhằm trả cô ta về vị trí vốn có của mình. Thứ hai, tăng sức mạnh Akali. Chỉ một thời gian ngắn sau khi cập nhật phiên bản 10.3, Akali nhanh chóng trở thành vị tướng có tỷ lệ thắng thấp nhất trong Liên Minh Huyền Thoại, bất chấp mọi nỗ lực của người chơi. Những đợt chỉnh sửa sức mạnh mà cô nàng này phải gánh chịu kết hợp với những buff dành cho các vị tướng đường giữa khác như Corki và Azir khiến cho sát thủ đơn độc không thể ngóc đầu nổi trong chế độ xếp hạng với tỷ lệ thắng chỉ đạt 43,21% ở máy chủ Hàn Quốc. Và tại phiên bản 10.4, Akali được tăng thêm một chút sát thương, chiêu E, phóng phi tiêu từ 40, 70, 100, 130, 160,
lên 50, 85, 120, 155, 190. Trong khi đó chiêu cuối, sát chiêu hoàn hảo. VR lần 1, sát thương được tăng lên từ 125, 225, 325. Trong khi đó chiêu cuối, sát chiêu hoàn hảo. Với R lần 1, sát thương được tăng lên 125, 225, 315. Trong khi đó chiêu cuối sát chiêu hoàn hảo. Với R lần 1 sát thương được tăng lên 125, 225, 325. Và thời gian hồi chiêu giảm xuống còn 120, 90, 60 giây. Rõ ràng những đợt chỉnh sửa sức mạnh của Akali thời gian gần đây tập trung chủ yếu vào lối chơi chuyên nghiệp, khiến cô nàng này trở thành một vị tướng gần như vô dụng trong tay những người chơi thông thường. Riot Games dường như đã hoàn toàn bất lực trong việc cân bằng Gota, và những đợt nớp nặng, buff nhẹ sẽ còn xuất hiện rất nhiều. Thứ ba, mở rộng bể tướng đi rừng. Với mùa giải thứ 10 Liên minh huyền thoại đầy biến động, trong đó vai trò của người đi rừng thực sự luôn là một bài toán hóc búa cho Riot Games. Xuyên suốt lịch sử phát triển của trò chơi, những người chơi ở bậc danh thấp thường ít lựa chọn chơi ở vị trí này, dù cho việc rừng khỏe hay yếu sẽ tác động rất nhiều vào 4 vị trí còn lại. Cụ thể dựa trên dữ liệu mùa trước, Riot nhận thấy vị trí đi rừng ít được ưa thích ở các bậc xếp hạng tầm trung trở xuống, mặc dù sức mạnh ảnh hưởng của người đi rừng mùa 9 là rất lớn. Chính vì vậy, bể tướng đi rừng sẽ được bổ sung và giúp người chơi hoạt động tốt hơn. Trong phiên bản 10.4 sẽ có một số sự điều chỉnh đặc biệt nhằm mục đích tăng khả năng dọn quái rừng của một số vị tướng vốn trong vai trò khác nhưng vẫn phải đảm bảo giữ nguyên khả năng đi được của họ. Tổng cộng sẽ có 6 vị tướng được chỉnh sửa để phù hợp với vai trò đi rừng, bao gồm Garen, Zed, Talon, Diana, Mordekaiser và Darius. Theo đó, các vị tướng này sẽ được điều chỉnh chiêu thức hoặc nội tại để hồi máu và dọn quái rừng tốt hơn. Tuy nhiên, với các vị tướng bị coi là tù như là Garen và Darius, việc đi ganh cũng phải thực hiện một cách dứt khoát nếu không muốn kẻ địch đào thoát thành công. Chi tiết các thay đổi như sau. Darius, nội tại xuất huyết gây 120% sát thương lên quái. Chiêu quy tàn sát giờ đây sẽ được kích hoạt hồi máu nếu chúng quái to ở rìa. Garen, chiêu E phán quyết gây 150% sát thương lên quái rừng. Talon, nội tại lưỡi dao kết liễu có thể kích hoạt lên trên quái rừng và gây 120% sát thương. Z, cơ chế phục hồi nội năng trong bộ chiêu thức giờ cũng sẽ áp dụng lên quái rừng. Nội tại khinh thường kẻ yếu, gây thêm 100% sát thương đối với quái rừng. Diana, sát thương nội tại gươm ánh trăng tăng lên 150% khi tấn công quái rừng. Mordekaiser, nội tại hắc ám lan tràn sẽ gây sát thương theo thời gian lên quái rừng, tăng từ 15 đến 100 thành 25 đến 120. Gunna, chiêu W quá khích của Gunna tí nị sẽ có sát thương cơ bản mỗi đòn đánh thứ 3 gây lên quái rừng, tăng từ 100 lên 300 thành 300 ở cấp đội. Gây lên quái rừng, tăng từ 100 đến 300 thành 300 ở mỗi cấp. Thứ 4, thay đổi nội tại, dòng trang bị được ghép từ tàn tích 3 mì. Tàn tích 3 mì và những trang bị được ghép từ nó hiện đang chưa thực sự có nhiều tác dụng về cuộc trận đấu. Đối với những vị tướng khác có những trang bị giúp tăng tốc độ dọn lính theo thời gian, trong khi những vị tướng chống chịu thì đa phần những trang bị của họ không cải thiện được khả năng này, dẫn đến công việc dọn lính bị dậm chân tại chỗ. Vì vậy, tại phiên bản cập nhật 10.4, Riot đã quyết định tăng sức mạnh cho trang bị này nhằm giúp cho nó có ích hơn với các vị tướng theo hướng chống chịu ở giai đoạn cuối game. Cụ thể, ở phiên bản cập nhật lần này, tàn tích 3 mì, một mảnh nhỏ của áo choàng lửa và phù phép quỳ lửa sẽ sở hữu nội tại hiến tế mới. Cơ chế của nó là cứ sau mỗi 10 giây, kỹ năng khống chế tiếp theo sẽ gây thêm sát thương từ 6 đến 23, cộng 2% máu cộng thêm lên cả địch và mọi mục tiêu gồm lính và quái rừng xung quanh người sở hữu. Tương tự áo choàng lửa cũng sẽ có một nội tại hiến tế mới. Khi cứ sau mỗi 10 giây, kỹ năng khống chế tiếp theo sẽ gây thêm sát thương từ 26 đến 43,
cộng 5% máu cộng thêm lên kẻ địch và những mục tiêu như lính, quái rừng xung quanh tướng. Trong khi đó với phù phép quỷ lửa thì cứ sau mỗi 10 giây, kỹ năng khống chế tiếp theo sẽ gây thêm sát thương từ 12 đến 29, cộng 4% máu cộng thêm lên kẻ địch và những mục tiêu như lính, quái rừng xung quanh. Như vậy với những thay đổi liên quan đến tàn tích 3 mi, mà cụ thể là hai trang bị phù phép, quỷ lửa và áo tràng lửa sẽ giúp các vị tướng chống chịu sớm quay trở lại. Ngoài ra điều này cũng sẽ tiến một bước dài trong việc đưa những tướng đỡ đòn như Sejuan trở lại với meta hay xa hơn là Garen. Ngoài ra sự thay đổi này sẽ góp phần làm đa dạng bể tướng rừng với sự góp mặt của một vài vị tướng rừng mới hoặc những vị tướng đã vắng bóng từ lâu nay. Thứ 5, chỉnh sửa liên quan đến Aphelios. Tại phiên bản 10.4, vị tướng Aphelios sẽ tiếp tục được nhận một số thay đổi để có thể giúp đối thủ dễ dàng hơn trong việc đối phó với hắn ta. Ngoài ra thì anh chàng đáng thương này cũng tiếp tục bị nerf, thật là tội nghiệp. Biết rõ về hai loại súng hiện tại, giờ đây thì vũ khí phụ của Aphelios cũng sẽ được biểu thị bên cạnh thanh máu, giảm sự đột biến từ chiêu cuối ánh trăng dẫn lối, tầm kích hoạt giảm từ 1.600 đơn vị xuống còn 1.300 đơn vị, kỹ năng quy của súng Crescendum, tháp cảnh, số đo tấn công của ụ súng giảm từ 4 xuống còn 3, sát thương ụ súng nhận vào đối với đòn đánh xa tăng từ 2 máu lên thành 3 máu, sát thương ụ súng nhận vào đối với phép diện rộng tăng từ 2 máu lên 4 máu. Calibrum sẽ có số lần reset đòn đánh từ dấu ấn giảm từ 2 xuống 1. Như vậy ở phiên bản 10.4 sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy ra. Trong đó đáng chú ý nhất chính là ở vị trí đi rừng. Bởi lẽ giờ đây khu rừng Summoner Rift sẽ xuất hiện thêm những vị tướng đấu sĩ như Garen, Darius, Mordekaiser và đồng thời sẽ có thêm các sát thủ vật lý như Zed, Talon, chứ không chỉ là còn là sân chơi của những vị tướng thuần đi rừng như trước đây nữa. Đây chính là động thái đầu tiên của Riot Games nhằm mục đích tăng sự đa dạng cho người chơi yêu thích những lựa chọn mới lạ và khuyến khích họ trải nghiệm vị trí đi rừng. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng chờ xem meta khu rừng sẽ thay đổi như thế nào ở phiên bản cập nhật 10.4 nhỉ. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về top 5 những thay đổi đáng mong chờ ở phiên bản 10.4 của Cà Phê Liên Minh. Nếu bạn có main là đi rừng thì hãy chuẩn bị tinh thần thử nghiệm những vị tướng mới trong khu vực rừng ngay thôi nào. Cuối cùng thì sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.